quý vị, ngày 16 tháng 6 năm 2023, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này vừa xử phạt hai người dân là chủ hai tài khoản Facebook vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc nhóm người tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hai người này bị Công an thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 15 triệu đồng. Hai người bị xử phạt gồm một phụ nữ 50 tuổi ngụ ở huyện Hóc Môn và một phụ nữ 47 tuổi ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, hai người này nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cả hai tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm. Theo cơ quan công an, hành vi của cả hai đã phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính hai người số tiền 15 triệu đồng, tức 7,5 triệu đồng đối với mỗi người. Song song đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị người dân theo dõi thông tin liên quan tình hình an ninh trật tự qua các kênh chính thống, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập Báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.